Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 1513 giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ cơ quan trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, Thủ trưởng các bộ cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phân bố kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023, bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, dứt khoát không giàn trải, manh mún, chia cắt, không để xảy ra tiêu cực, tuân thủ điều kiện thứ tự ưu tiên bố trí vốn quy định tại luật đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu các bộ, địa phương điều hòa linh hoạt vốn giữa các nhiệm vụ, dự án, xa soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng, có khả năng hấp thụ vốn, bảo đảm đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với địa phương có tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đi qua, hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để sớm bàn giao mặt bằng cho 25 gói thầu dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đối với 12 gói thầu khởi công năm 2022, yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương thực hiện công tác chỉ định thầu, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải ngân vốn giải phóng mặt bằng đã bố trí năm 2022 đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng đáp ứng tiến độ khởi công 12 gói thầu trong 12 dự án thành phần trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Các nhà thầu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức khởi công. Sau khi khởi công phải thực hiện ngay việc triển khai thi công. Đối với 13 gói thầu còn lại, yêu cầu các ban quản lý dự án tập trung chỉ đạo quyết liệt tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các đơn vị liên quan hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán. Phân đấu khởi công toàn bộ các gói thầu trước ngày 15 tháng 1 năm 2023, tức trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được chia thành 12 dự án thành phần với tổng chiều dài 723,7 km tuyến chính. Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án gồm 25 gói thầu, 12 gói thầu đầu tiên sẽ được khởi công trong năm 2022. Ngày 7 tháng 12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát Biển năm 2022. Năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình vùng biển, địa bàn đơn vị quản lý, duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp theo quy định. Đơn vị chủ động phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy các tỉnh, thành phố, triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả chương trình công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, trao tặng 2.350 xuất quà, 10,2 tấn gạo, 750 xuất học bổng, 12.500 lá cờ tổ quốc, 120 tủ thuốc, túi thuốc y tế, 4.500 khẩu trang y tế và các phần quà khác tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh. Tổ chức 129 lượt tàu xuồng hoạt động với quãng đường đi được trên 37.000 hải lý, đã kiểm tra lập biên bản 20 tàu, bắt giữ và xử lý 14 tàu có hành vi mua bán vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, xử phạt vi phạm hành chính và phát mại hàng hóa xung công quỹ trên 33 tỷ đồng, tiếp nhận xác minh xử lý 152 thông tin về tìm kiếm cứu nạn và an ninh hàng hải. Với chủ đề kết nối công nghệ xanh nông nghiệp sạch, sự kiện kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022, Tech Connect and Innovation Việt Nam 2022 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 12 nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, kết nối cung cầu công nghệ, nhất là tăng cường khả năng liên kết giữa các viện, trường, doanh nghiệp, mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết qua sự kiện này, Bộ Khoa học và Công nghệ muốn thúc đẩy ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp ở khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Các công nghệ mới, sản phẩm mới cũng được trình diễn giới thiệu nhằm kết nối cung cầu công nghệ theo nhu cầu của địa phương, vùng kinh tế với các đối tác trong nước và nước ngoài, phục vụ ứng dụng chuyển giao đổi mới công nghệ. Diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, Tech Connect and Innovation Việt Nam 2022 có nhiều hoạt động như tư vấn kỹ thuật, tư vấn đổi mới công nghệ trực tiếp cho doanh nghiệp, diễn đàn kết nối đổi mới sáng tạo, hội nghị về hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ các địa phương, các tọa đàm chuyên sâu giải quyết bài toán về công nghệ cho doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Nhãn hàng Bia Sài Gòn thuộc Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức họp báo triển khai chương trình cùng nhau làm nên Tết. Chương trình Cùng nhau làm nên Tết sẽ lựa chọn và trao quà cho 8.000 công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại 11 tỉnh thành. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ tổ chức ngày hội Cùng nhau làm nên Tết tại 5 địa phương với không gian và các hoạt động mang đậm không khí ngày Tết cổ truyền dành cho thanh thiếu nhi, công nhân, người lao động và bà con nhân dân đến tham dự và trải nghiệm. Chương trình Cùng nhau làm nên Tết năm 2023 thể hiện tinh thần sung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, chung tay khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai bão lũ, tiếp tục lan tỏa thông điệp, không để ai bị bỏ lại phía sau và giá trị cao đẹp của dân tộc lá lành đùm lá rách. Thông qua chương trình sẽ góp phần tạo thêm động lực để công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, chung tay phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, đó là Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất tạm dừng đầu tư đối với 17 dự án hạ tầng có tổng vốn hơn 1.400 tỷ đồng. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc dừng 17 dự án sẽ giúp ngân sách tiết kiệm hơn 1.400 tỷ đồng. Từ đó bố trí những công trình cấp bách hơn như cải tạo rạch xuyên tâm, cầu Thủ Thiêm 4. Trong 17 dự án đề nghị tạm dừng có 11 dự án nằm trên địa bàn thành phố Thủ Đức, còn lại là huyện Hóc Môn, quận Tân Phú và Bình Thạnh. Tiêu biểu như dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, cầu vượt trước bến xe Miền Đông mới, bồi thường giải phóng mặt bằng và làm đường Nguyễn Duy Trinh. Đây là những dự án mới được ghi vốn cho giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa được bố trí kinh phí. Ngoài ra, chủ đầu tư đã chủ động đề xuất tiếp tục xin bố trí vốn giai đoạn sau hoặc khi tháo gỡ được các vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị, mới đây tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội nghị Bưu chính các nước ASEAN, ASEAN Sports năm 2022 chính thức được khai mạc. Hội nghị do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Việt Nam Post đăng cài tổ chức. Hội nghị ASEAN Post được tổ chức hàng năm với sự tham dự của bưu chính 10 nước Đông Nam Á, bao gồm Brunei, Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hội nghị ASEAN Post diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022. Hội nghị tập trung thảo luận về việc triển khai các vấn đề hợp tác đa phương, kế hoạch hành động được thông qua tại Đại hội Liên minh Biêu chính Thế giới và Liên minh Biêu chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt, các nhà lãnh đạo cấp cao của Biêu chính 10 nước Đông Nam Á sẽ dành nhiều thời gian để cùng trao đổi thảo luận về xu hướng Biêu chính toàn cầu, những cơ hội và thách thức của Biêu chính trong thời gian tới, giải pháp nâng cao chất lượng và các sản phẩm dịch vụ chuyển phát truyền thống, chuyển phát nhanh ms chuyển phát hàng thương mại điện tử tem biêu chính các dịch vụ giá trị gia tăng ngoài ra hội nghị cũng sẽ đưa ra những sáng kiến giải pháp tối ưu nhất để bảo đảm lợi ích hài hòa của các nước thành viên trong việc cùng nhau hợp tác và phát triển biêu chính asean